Hợp tác quốc tế là điều cần thiết trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, nhưng tiến trình đối thoại về vấn đề này đang bị gián đoạn vì các căng thẳng ngày càng leo thang trên toàn cầu. Đây là phát biểu mới được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra. Ông Peskov nêu rõ cuộc chiến chống khủng bố là tiến trình liên tục cần hợp tác quốc tế toàn diện, nhưng hiện nay hợp tác không được thực hiện hoặc không được thực hiện đầy đủ. Đến nay, các cơ quan đặc nhiệm của Nga đang độc lập thực hiện những công tác liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Krokusser City Hall, thủ đô Moscow. Hiện Nga không có liên lạc gì với phương Tây liên quan cuộc điều tra về cuộc tấn công khủng bố này. Cũng theo ông Peskov, tối ngày 25 tháng 3 theo giờ Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp thảo luận về các biện pháp cần thực hiện sau vụ tấn công khủng bố xảy ra. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận thực hiện vụ tấn công, nhưng Moscow từ chối bình luận về thông tin này.